Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại chơi game Zombie Tsunami và nhiệm vụ của nó vẫn là hôm nay vẫn là ăn những hoa và ăn những hoa quả này các bạn nhé. Video chơi. Thank you.
Thưa bạn 100 não các bạn, 100 não. Và hôm nay cho mình cào là cái gì nào? Vâng, 100 xu và được những con zombie gần đôi các bạn. Tiếp tục chơi.
video của mình cũng sau đây các bạn nhé. Các bạn thấy hay nhớ like và ủng hộ mình để mình cố gắng làm video hài hơn các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.